Có những anh em nào thích những chiếc quần jean rách vừa phải thì đây là chiếc quần rất là phù hợp cho anh em. Như anh em đã thấy ở ngay phần gối, nhà sản xuất tạo nên hiệu ứng xé rách với màu quá tông tông cùng với hiệu ứng đính riêng, giúp cho chiếc quần của anh em trở nên đặc biệt hơn. Và một chi tiết nhỏ cho anh em nữa là ở phần túi nhỏ, những đường chỉ sẽ được thêu cực kỳ tỉ mỉ, với phần cúc sẽ được khắc tên của nhà sản xuất. Với những chiếc quần cao cấp thì ở phần lưng quần sẽ được may một cái mác của nhà sản xuất và sẽ được in mã số quần, size và form quần ở trên đó. Ở phần phía sau quần sẽ được may một miếng da lộn có in tên. Với phần quần form slim thì đây là chiếc quần rất là phù hợp với anh em thích mặc quần ống nhỏ. Với những điểm rất nhỏ được tạo trên chiếc quần vô tình làm nên điểm đặc biệt cho chiếc quần. Với cái đường kết chỉ được may cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn tổng thể chiếc quần với từng đường kim mũi chỉ, cúc quần thì đây là chiếc quần Bảo nghĩ anh em hãy thử trải nghiệm nó. Bảo hàng ngầu, đồ bao ngầu.